Top 6 Mỹ Nam giúp Việt Nam lên ngôi đấu trường nhan sắc quốc tế. 1. Trịnh Bảo. Tối 24 tháng 2, chung kết Mr. International 2018 diễn ra chứng kiến màn đăng quang của đại diện Việt Nam Trịnh Bảo. Thành tích của nam người mẫu nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía khán giả và các thí sinh khác. Bên cạnh việc sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật 1,84m, Trịnh Bảo còn ghi điểm với lối trình diễn cuốn hút cùng màn trả lời ứng xử ấn tượng. Trong đêm chung kết, Trịnh Bảo nhận được câu hỏi nếu một Mr. International thú nhận cưới vợ, anh ấy có được chấp nhận để tiếp tục trọng trách của mình hay không? Đại diện Việt Nam cho biết anh ủng hộ điều này và chia sẻ thêm, kết hôn không có nghĩa là dừng lại trách nhiệm. Một người vợ yêu thương anh ấy sẽ hiểu và ủng hộ anh ấy, bất kể điều gì. Thời điểm đăng quang, Trịnh Bảo được các thí sinh vây quanh và tung lên thay cho lời chúc mừng. 2. Tiến Đoàn. Thành tích của Trịnh Bảo giúp Việt Nam lần thứ 2 được vinh danh tại đấu trường nhan sắc này. Trước đó, Tiến Đoàn từng được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của Mr. International 2008. Anh vượt qua 33 thí sinh khác để giành chiến thắng trong cuộc thi được tổ chức tại Đài Loan. Thời điểm tham gia cuộc thi, Tiến Đoàn 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1,83m, số đo hình thể 998099. Người mẫu gốc Cần Thơ được khán giả quê nhà kỳ vọng nhiều bởi anh chuẩn bị khá kỹ lưỡng trước khi lên đường, mang chuông đi đánh xứ người. Trước đó, Tiến Đoàn từng giành giải phụ tại cuộc thi Manhunt International 2007 tổ chức tại Hàn Quốc và được đích thân chủ tịch Mr. International gửi giấy mời tham dự cuộc thi năm 2008. Anh cũng là người được đánh giá có vẻ đẹp cân đối nhất trong số các quý ông tranh giải. Ngoài ngôi vô địch, đại diện Việt Nam còn được trao giải thể hình đẹp nhất. 3. Nguyễn Văn Sơn. Ở đấu trường Nam Vương toàn cầu Mr. Global, Việt Nam cũng từng được xướng tên cho ngôi vị cao nhất với chiến thắng của Nguyễn Văn Sơn vào năm 2015. Anh được biết đến là một vận động viên Taekwondo, sở hữu chiều cao nổi bật 1,93m. Thời điểm tham gia cuộc thi, thí sinh sinh năm 1994 vướng nhiều tranh cãi khi khán giả cho rằng anh không đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để chinh chiến tại một đấu trường nhan sắc. Bên cạnh đó, đoạn clip mặt mộc của nam võ sĩ khiến nhiều người thất vọng. Chia sẻ về chiến thắng của mình, Văn Sơn nói, tôi cảm thấy rất tự hào khi được vinh danh cùng với đất nước. Đây là một cảm xúc không bao giờ quên. Tôi cảm ơn các khán giả trong nước đã luôn ủng hộ tôi. 4. Lương Gia Huy. Sau thành tích của Tiến Đoàn và Nguyễn Văn Sơn, Lương Gia Huy là người Việt Nam thứ 3 được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới. Anh đăng quang Mr. Universal Ambassador 2017 diễn ra Indonesia. Thí sinh sinh năm 1992 sở hữu chiều cao 1,8m, kinh nghiệm trình diện ấn tượng được đào tạo bài bản tại Siêu Mẫu Việt Nam 2015. Chiến thắng này được đánh giá thuyết phục vì đại diện Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi Mr. Universal Ambassador 2017 diễn ra. Anh đầu tư trang phục, kỹ năng trình diễn cũng như phần thuyết trình về những vấn đề xã hội được mọi người quan tâm. 5. Ngọc Tình. Ngọc Tình trở thành đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại Manhunt International 2017 được tổ chức tại Thái Lan. Sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường nhan sắc, nam người mẫu nhanh chóng tạo được thiện cảm đối với giám khảo bởi lối trình diễn cuốn hút ấn tượng. Bên cạnh danh hiệu cao quý nhất, đại diện Việt Nam còn giành được nhiều giải phụ như gương mặt của năm, người mẫu thời trang và giải bình chọn từ khán giả. Trước đó, siêu mẫu sinh năm 1988 từng đoạt Á Vương Đại sứ Hoàn Cầu 2016. Chia sẻ về thành tích sau cuộc thi, Ngọc Tình nói, tôi sẽ phấn đấu hết mình để làm được những việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Tôi muốn tham gia đào tạo chuyên sâu cho các đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới. 6. Cao Xuân Tài. Trong năm 2018,
Cao Xuân Tài tiếp tục làm rạng danh Việt Nam khi giành chiến thắng tại Man of the World 2018 diễn ra ở Philippines. Thí sinh gốc Đà Nẵng sinh năm 1995, sở hữu thể hình săn chắc với chiều cao 1,82m, cân nặng 75kg. Anh tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, là huấn luyện viên thể hình và là người mẫu tự do. Từ thời điểm tham gia cuộc thi, chàng trai gốc Đà Nẵng luôn ghi điểm bởi cách làm việc chuyên nghiệp, hình thể chuẩn cùng nụ cười tươi. Trước đó, anh giành một huy chương vàng và một huy chương bạc tại các phần thi phụ.